Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã dự khai mạc và bỏ phiếu tại nhà văn hóa Nguyễn Huệ thuộc tổ bầu cử số 3, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Doãn Thế Cường, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Lê Lợi có trên 1.100 cử tri của hai khu phố Nguyễn Trãi và Nguyễn Huệ. Để đảm bảo lễ khai mạc bầu cử diễn ra trang trọng và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, khu vực bầu cử nói trên tổ chức khai mạc từ 6 giờ 45 phút sáng và chỉ mời giới hạn cử tri tham dự khai mạc. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản cùng các cử tri nhận phiếu bầu, lựa chọn các ứng cử viên bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.